Tính đến 18 giờ ngày 12 tháng 9, số người chết tại thôn Làng Nũ được tìm thấy lên đến 45, 50 người mất tích. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ, là nơi sinh sống của 158 người. Trong đó, người trên 70 tuổi có 3 người, trẻ dưới 6 tuổi có 18 người, trẻ dưới 14 tuổi có 14 người. Các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người. Tỉnh Lào Cai là nơi chịu hậu quả nặng nề và tang thương nhất bởi số lượng người mất do bão lũ là quá lớn. Trong ngày 10 và ngày 11 tháng 9, trên địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, xảy ra hai điểm sạt lở đất tại thôn Nậm Tông và khu vực nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc thuộc xóm Bản Cái, khiến cho 25 người chết và mất tích. Đau thương, khó khăn chồng chất khi tuyến đường dẫn đến nơi xảy ra sạt lở ở xã Nậm Lúc bị chia cắt thành nhiều đoạn, máy móc không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải vượt sông băng rừng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết do có rất nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường dẫn vào Nậm Lúc nên các thiết bị máy móc chưa thể tiếp cận hiện trường. Các lực lượng chia làm nhiều mũi, nhóm để tiếp cận địa bàn thực hiện công tác cứu nạn, tìm kiếm người bị mất tích. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và các lực lượng khác tại địa phương được huy động chia làm nhiều mũi trực để tham gia cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất. Các lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt sông suối, vượt dốc, men theo đường rừng để trực tiếp tiếp cận các địa bàn xảy ra sạt lở đất, nơi người dân bị cô lập, cần sự giúp đỡ. Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận số người chết là 88 người, mất tích là 85 người, bị thương 70 người do ảnh hưởng của bão số 3, lũ quét và sạt lở đất. Trong chuỗi ngày tang thương, đau buồn vì số người chết và mất tích do bão lũ có liên tục tăng, thì cuối ngày 12 tháng 9, hàng triệu trái tim Việt Nam chợt thấy ấm áp khi có thông tin hình ảnh tìm thấy 115 người của Lào Cai trốn lũ quét ở một địa điểm cách đó không xa. Loạt ảnh và clip đăng tải về việc tìm thấy 115 người dân đang được lan truyền trên mọi nền tảng mạng xã hội. Trải qua những ngày chạy bão lũ căng thẳng, mệt mỏi và có phần đau thương do nhiều vụ sạt lở làm vùi lấp gây thiệt hại tính mạng của nhiều người, cộng đồng không khỏi vui mừng trước thông tin tìm được nguyên một thôn thành công sinh tồn trong núi. Trước đó, vào ngày 9 tháng 9, người dân trong thôn Kho Vàng thuộc xã Cốc Lầu phát hiện thôn có nguy cơ sạt lở. Thấy tình hình đó, trưởng thôn kêu gọi người dân di chuyển đến một ngọn núi cách đó một cây số để trú ngụ. Tối hôm đó, mưa lũ kéo đến và đất đá sập xuống, vùi lấp những ngôi nhà trong thôn và người dân may mắn thoát chết do đã di tản từ trước. Được biết, trưởng thôn Kho Vàng nằm trong đội phòng chống lụt bão của xã. Ông được tuyên truyền và nắm bắt tình hình về mưa lũ sạt lở tại địa phương trong những ngày trước đó. Chính vì thế, khi nhận thấy thôn mình có nguy cơ, ông nhanh nhạy kêu gọi bà con di trú ở nơi khác. Do trốn ở trên núi, những ngày qua, khu vực này mất sóng điện thoại, cho nên chính quyền địa phương không thể liên lạc được với những người dân vừa nêu. Những ngày đầu, chính quyền địa phương xác định người dân thuộc diện mất tích do sạt lở. Đến sáng ngày 11 tháng 9, khi lực lượng công an xã Cốc Lầu đi từ trung tâm xã vào bản, quãng đường 15 cây số, thì phát hiện nhóm người thôn Kho Vàng đang ở trên núi. Sau mấy ngày mệt mỏi vì thiếu lương thực, vào trưa qua, chính quyền xã Cốc Lầu huy động lực lượng mang đồ ăn đến tiếp ứng cho bà con. Qua câu chuyện của 115 người dân được an toàn sau khi di chuyển vào rừng sâu để tránh sạt lở và lũ quét, có thể thấy thiên tai xảy ra là điều con người không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta có thể chủ động phòng tránh bằng cách nhận biết các dấu hiệu nguy cơ để giảm thiệt hại. Ở vùng đồi núi, một số dấu hiệu có thể nhận biết sớm nguy cơ xảy ra sạt lở đất như mưa trong thời gian dài hoặc mưa với cường độ rất lớn trong nhiều giờ, nước ở sông suối chuyển màu đục, trên mặt nước xuất hiện bọt, nước chảy ra từ chân sườn dốc, khe, rãnh của sườn dốc mang theo bùn đất, xuất hiện vết rạn nứt ở bề mặt sườn dốc, bờ sông, suối, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc, các lớp đất ở khối trượt hạ thấp so với xung quanh.
Ngoài ra, kết cấu của các công trình xây dựng trên mặt đất bị thay đổi, như cửa bị không thể đóng mở, xuất hiện vết nứt trên tường nhà, tường bao, đồ vật trong nhà có hiện tượng rung hoặc dịch chuyển. Mặt đất có hiện tượng phồng trộp, đường bấp bênh, nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí. Đối với khu vực đồng bằng, người dân cần chú ý sự thay đổi của dòng nước. Nếu nước đang từ trong chuyển sang đục thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sắp có sạt lở đất. Khi bắt đầu nghe tiếng rơi của đất đá và âm lượng tăng dần, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc, các lớp đất thụt xuống, những âm thanh lạ như tiếng cây gãy hoặc tảng đá va chạm với nhau, tức là sạt lở đất sắp xảy ra. Vào mùa mưa bão, hiện tượng sạt lở đất diễn biến phức tạp. Người dân khi quan sát thấy những dấu hiệu của sạt lở, cần nhanh chóng di dời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Sức tàn phá của những trận lũ quét và sạt lở là vô cùng khủng khiếp. Với tốc độ cao và khối lượng lớn, nó có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường đi qua, kể cả con người, nhà cửa, cây cối. Những ngày qua là chuỗi ngày kinh hoàng của nhiều tỉnh miền núi lẫn đồng bằng phía Bắc phải hứng chịu hậu quả vô cùng nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Tỉnh Cao Bằng là một trong những địa phương đầu tiên ở miền núi phía Bắc hứng chịu thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 kết hợp mưa lớn gây ra ngập lụt trên diện rộng. Vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9, địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình xảy ra vụ sạt lở ta luy dương, làm một ô tô khách và hai ô tô con cùng với một số xe máy bị vùi lấp và cuốn trôi. Vụ sạt lở làm hơn 30 người chết và mất tích, trong đó có hai cán bộ công an tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, một vụ sạt lở khác xảy ra tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, làm vùi lấp 5 ngôi nhà và 11 nhân khẩu. Đến ngày 9 tháng 9, lực lượng chức năng tìm thấy 7 thi thể, vẫn còn 4 người mất tích. Đến nay, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, Binh đoàn 18 và Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt tỉnh Cao Bằng. Từ chiều 11 tháng 9, nhận lệnh của Bộ Quốc phòng, máy bay trực thăng của công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng cất cánh từ Hà Nội đi cứu trợ đồng bào đang chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ do bão số 3 gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hàng hóa được tổ bay mang theo để cứu trợ người dân vùng lũ gồm lương khô, sữa, mì ăn liền. Tới 14 giờ 8 phút chiều qua, tổ bay hạ cánh tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, bàn giao toàn bộ vật chất tới Ban Chỉ huy quân sự huyện Nguyên Bình để phục vụ công tác tiếp tế cho bà con đang chịu hậu quả của mưa lũ. Tại thị xã Sơn Tây và huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, mưa lũ làm cho mực nước trên các sông chảy qua địa phận tăng cao, gây ngập úng hoa màu, ảnh hưởng tới sản xuất đời sống của nhân dân trên địa bàn. Ban Giám đốc Học viện Phòng không Không quân huy động gần 500 cán bộ, học viên cùng các lực lượng của địa phương triển khai phương án ứng cứu, đóng bao đất, cát, gia cố được hơn 2.000 mét đê sung yếu và triển khai lực lượng giúp bà con nhân dân gặt hơn 10 hecta lúa tại thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Sự giúp đỡ kịp thời góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, thắt chặt hơn nữa tình quân dân trong thời bình. Thưa quý vị, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chàng trai đến ủng hộ quyên góp cho người dân trong tình cảnh bão lũ miền Bắc gây nhiều thiệt hại. Clip nhận về hàng ngàn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng nhờ hành động đầy tình người. Mặc dù bản thân anh có cuộc sống vô cùng vất vả, cử động khó khăn và phải mưu sinh từng ngày, nhưng vẫn không ngần ngại vét sạch số tiền ít ỏi trong túi để ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Theo tìm hiểu, anh chàng là Nguyễn Xuân Tiến, một người bán vé số tại thị trấn Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Hành động của anh chạm đến trái tim của rất nhiều người. Dù cuộc sống của anh còn nghèo khó, chật vật mưu sinh, nhưng rất giàu lòng nhân ái và sự sẻ chia đáng quý trong hoàn cảnh nhiều người dân đang khó khăn vì bão số 3. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng của anh. Cơn bão dữ đi qua để lại hậu quả khủng khiếp khắp các tỉnh miền Bắc. Lũ lụt, sạt lở, vùi lấp làng mạc, hủy hoại hạ tầng cứ tiếp diễn. Chia sẻ mất mát khó khăn với đồng bào, biến đau thương thành hành động. Những ngày qua, khắp nơi ở đất nước Việt Nam, từ chính quyền
các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và cả các hội nhóm thiện nguyện cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc. Tất cả những hình ảnh, nghĩa cử ấy đều rất quý giá, đáng trân trọng và cần thiết trong lúc này. Tuy nhiên, nhiều đối tượng nhân cơ hội này để trục lợi cho bản thân với nhiều chiêu thức tinh vi ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thật sự khó khăn. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh để bị lòng tốt lợi dụng. Một số trang fanpage được lập lên để kêu gọi ủng hộ, quyên góp cho người dân bị ảnh hưởng. Tại Hà Nội, hình ảnh thông tin các địa điểm bị thiệt hại do bão lũ gây ra làm đảo lộn người sống người dân là có thật. Nhưng địa chỉ nhận tiền, nhận hỗ trợ là hoàn toàn giả. Gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng giả mạo hội phụ nữ một số phường để kêu gọi quyên góp. Số tiền quyên góp được chuyển vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, trên trang Facebook của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh đăng báo cáo về tình trạng fanpage lừa đảo mạo danh để kêu gọi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Qua tìm hiểu của Sở Thông tin và Truyền thông, thì fanpage này vừa được thành lập mới chỉ có 4 bài viết đề cập tới chủ đề ứng phó siêu bão và mới chỉ có hơn 100 người theo dõi. Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống với trang chính thống, kêu gọi ủng hộ vào tài khoản cá nhân, sau đó chiếm đoạt. Đến nay, dù bị nhiều người báo cáo và báo chí đưa tin, nhưng fanpage này vẫn ngang nhiên tồn tại, vẫn tiếp tục kêu gọi chuyển tiền. Tương tự, vào ngày 11 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện fanpage Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, kêu gọi ủng hộ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu Phong Châu. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Thao khẳng định, thông tin kêu gọi trên là không chính xác, người dân cần tỉnh táo để tránh bị lừa. Ảnh hưởng mưa bão, dây điện bị đứt quãng, sóng wifi cũng khó khăn, ảnh hưởng đến việc liên lạc. Vậy là lợi dụng vấn đề này, tràn lan các thông tin trên mạng về việc Viettel Telecom cung cấp sóng di động miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Theo đó, khi không có mạng Wi-Fi, người dân nhập theo cú pháp hoàn toàn không mất phí như 3ST 4G gửi 191, 4G gửi 191. Tuy nhiên, đại diện nhà mạng cho biết thông tin này là hoàn toàn giả mạo. Chuyên gia bảo mật thông tin cũng đưa ra một số trường hợp lừa đảo mới trong vài ngày gần đây. Cụ thể, những kẻ xấu lợi dụng tình hình đăng tải bài viết kèm hình ảnh được tạo ra bằng AI, sau đó đứng ra kêu gọi. Đối tượng nhận đứng ra mua nhu yếu phẩm cần thiết như áo phao, bánh mì, nước uống, mang trực tiếp đến địa phương cần hỗ trợ. Sau khi mọi người chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thì đối tượng biến mất.